tới là Tường ơi. Ủa sao vậy chuyện gì sao tới trễ? Trời ơi, bình thường tôi biết mấy người mà cứ trả cái tuổi tôi trở lên là có tuổi rồi là không bao giờ đi trễ trơn, đi đúng giờ lắm. Đúng ra là đi rất sớm, tại vì lâu ngày mới được làm việc với bạn. Tại vì trên đường đi thì có gặp một cái tai nạn giao thông, công an xử lý xong hiện trường rồi, lúc đó mới bà con mới đi di chuyển bình thường. Nên là bị kẹt xe. Rồi thí dụ như mà coi mà rồi thấy có nạn nhân ở đó rồi mà đang nằm ở đó thì đại xử lý sao? Không, thật sự thì đại nghĩ là không riêng đại đâu mà tưởng vậy thôi. Khi mà thấy một cái tai nạn giao thông thì sẽ xuống để xem coi có cần giúp đỡ như thế nào hay không. Nếu mà cần thì mình sẽ gọi điện cho cấp cứu. Tường nó từng bị té mà cũng trời mưa luôn. Thì mưa mình thắng thì nó bị trơn bánh, cái nó lết bánh nó té. Thì khi mà Tường vừa té xuống một cái rầm một cái ha, thì cái phản xạ mình lăn vô trong một cái thì chiếc xe tải nó chạy qua. Mà trời thì mưa, Tường mặc trùm áo mưa nè, thì cái áo mưa nó bị đè dưới cái xe. Tường không thể nào mà Tường đứng lên được hết trơn á. Trời mưa và người thấy xe người ta cứ chạy qua, không ai dừng lại hết. Thì tự nhiên cái lúc đó mình cảm giác nó khó, trong người mình nó khó tả lắm. Cho nên từ đó về sau mình mỗi lần mà mình thấy ai mà bị tai nạn á là mình đều nhào ra liền để mình đỡ người ta lên. Mình mới hiểu rằng là khi mà mình nằm xuống như vậy, mình thật sự rất cần có một cái bàn tay của một ai đó dừng lại để mà đỡ đưa mình lên. Thì lúc đó Tường nghĩ là chắc tại Tường xui là vì bị trời mưa hay sao á. Thì đã đi diễn ở miền Tây thì xe thì tự nhiên cái đường nó nhỏ quá, cái xe hai cái bánh lọt xuống mưa cái ẹt. Thì lúc đó là có khoảng 20 mấy thanh niên lại nhấc cái đít xe lên cái, nhấc cái đầu xe lên cái. Nói trời, không biết nếu mà tự nhiên không mà có những người đó thì mình như thế nào, đúng không? Là ở đó luôn chứ sao giờ. Tường còn hỏi luôn tài xế Tường luôn là nếu như em đi ngoài đường mà em thấy có tai nạn dưới đất mà con người nằm mà này kia mà máu me đó này kia đó, thì em có dám xuống để chở người ta, ẵm người ta để đưa người ta đi hay không? Thì tài xế thì Tường nói dám. Thì đương nhiên là Tường cũng phải làm điều đó, nhưng mà để mà gọi là Tường ẵm lên á, sao Tường sợ. Nếu mà đi đường mà để thấy là ví dụ mà bị va quẹt hay là chấn thương nhẹ mà vẫn còn thì tỉnh là mình táo sẵn sàng mình giúp. Thì mình còn cả gan mình vô mình làm. Chứ mà bất tỉnh mình không biết là mình có đủ cái gọi là, bây giờ mình không nói tới là sợ hay không sợ, cái cách là mình biết mình có đủ kỹ năng hay là mình có đủ chuyên môn để cứu hay không. Thì lúc đó là chắc là chỉ có thể là đại như Tường chỉ có thể là gọi điện alo rồi cấp cứu tới rồi. Nếu mà xung quanh là có những người chuyên môn thì đại nghĩ là nên như vậy. Trên thực tế là có những cái tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đó, mà rất là may mắn là nhờ có những người đi đường họ hỗ trợ, họ đưa, họ làm những cái sơ cứu đúng cách ngay tại hiện đúng trường rồi. Rồi họ kịp thời đưa đi cấp cứu thì mới cứu được cái nạn nhân. Cũng có những cái trường hợp đó nha, nếu như mà theo như Tường biết là người ta nói là khi mà mình thấy cái tai nạn giao thông á, thấy cái người nạn nhân á, thì mình cũng phải để cho người ta hoàn hồn nữa. Ví dụ người ta mới làm cái gầm té xuống mà mình sốc người ta liền, mình đưa đi bệnh viện liền, nhiều khi cũng là nguy hiểm luôn á đại. Khi mà gặp những cái trường hợp đó, thật sự là mình muốn cứu là mình cũng phải tỉnh táo, phải sơ cứu liền. Nhưng mà cái đó thì cần phải có biết, hiểu biết một xíu. Nếu như mình dừng lại một chút thôi, mình quan sát hoặc mình có những cái động thái gì đó giúp đỡ cái người bị nạn, thì thật sự là mình đã cứu sống được một cái trường hợp, một cái tai nạn. Đó đúng là rồi, cái điều cần phải làm. Nếu mà cần thì mình chở đi. Đúng rồi. Chứ còn mà vô tình là nhẫn tâm lắm. Thật sự mình muốn cứu nhưng mà mình cứu cách như thế nào? Đúng rồi. Thật sự nếu như mà chúng ta ai cũng biết cái cách mà mình sơ cứu người này, hay quá ha. Đây là những cái kỹ năng rất là cần thiết của mỗi người, tại vì xui rủi mình không biết được. Hồi nãy giờ mình nói tới người, bây giờ tới dọn dẹp cái hiện trường á. Có những cái chuyện mà đại đọc qua rồi xong đại suy nghĩ hoài, bực mình lắm. Giống như mấy cái chuyện mà xe mà ta lật cái lại hôi của. Đó, tôi cũng đang định nói cái vụ đó đó. Dọn dẹp hiện trường giùm á. Dọn mà dọn giùm á, dọn về nhà thì không hiểu là nghĩ cái gì luôn. Kiểu như có một người dừng lại, cái bưng một thùng bỏ lên xe mình giọt, là bắt đầu người khác thấy vậy bưng. Còn nếu như tôi nghĩ ngược lại, có cũng có những cái trường hợp là người ta xúm vô để người ta giúp đỡ nạn nhân. Ví dụ như có những trường hợp là người ta chở cồng kềnh, cũng có những gây ra tai nạn rồi đồ văng tùm lum lăn trên đường, thì mình thấy là có chỉ cần một vài người mà tới lụm lại quấn lại để vô gọn một chỗ hoặc là gì kia, thì tự nhiên sẽ có nhiều người
cùng làm. Cũng rất là nhiều trường hợp đã được sẻ chia. Tôi nghĩ rằng là khi mình thấy một cái tai nạn giao thông, mình không giúp được cái này, mình giúp cái kia. Nếu mà mình không có đưa được nạn nhân, giúp đỡ người nạn nhân, thì có thể mình gọi điện. Mình không có gọi điện thì có thể mình phụ, mình có dọn dẹp. Ví dụ như là nó cái gì để mình trả lại cái trật tự cho đường phố. Hoặc là khi mà có những cái trường hợp là không có cần đến công an giải quyết. Tại tường thấy rất là nhiều rớt thùng đồ, chở đạt nó rớt xuống. Thì mình giúp một tay một chân, mình phụ, mình đưa lên này kia giùm cho người ta. Chứ ở đâu mà ta đã tai nạn, ta bị vậy mà tới hôi của. Tường thấy cái hành động đó thiệt sự là không có được một chút nào hết trơn á. Bây giờ Tường xin mời quý vị theo dõi một cái phóng sự sau đây. Còn nếu những chuyện em giúp được em sẽ giúp. Và trong khi giúp mình cũng cần phải cảnh giác với. Bởi vì xung quanh chúng ta thì thường cũng có những người xấu xung quanh, nên mình cũng cần cảnh giác đi. Thì tôi rất đồng cảm với những cái vụ tai nạn ở dọc đường. Bởi vì là mọi người không hiểu thế nào là nỗi đau của những người mà chẳng may người tai nạn. Thì tôi nghĩ rằng là tai nạn thì không ai muốn cả với đến mọi con người, mà nó đến bất cứ một người nào. Thì mỗi khi mà đi trên đường, ví dụ như bây giờ người tai nạn thì nhiều người để bảo sợ. Mình giúp đỡ người ta, nhớ người ta đổ oan cho mình. Tôi nghĩ không thể thấy được. Ví dụ như đi gặp đường mà gặp tai nạn, mình không có thể là đưa người ta vào bệnh viện và một thì người ta thì mình có thể là kêu giúp, những trợ giúp những người giúp đỡ. Đó. Thật sự thì Đại cũng thấy có những cái chia sẻ là có những cái tai nạn xảy ra mà nạn nhân đã không may mắn chết ngay hiện trường luôn, mà không biết người thân đâu luôn, rồi không biết như thế nào luôn, rồi bà con xung quanh cũng rồi đắp chiếu, việc là có một cái thùng quyên góp ngay đó để mà những người hảo tâm có thể sau đó là đưa nạn nhân về với gia đình. Thật sự Tường luôn kêu gọi là mọi người chạy xe cẩn thận để đừng có để đúng những cái tai nạn thảm khốc xảy ra thôi. Tường sợ lắm luôn. Có những cái tai nạn mà xe lớn hoặc là xe khách, xe hơi á, đã biết không là họ cứu á, là họ tới họ đập kính xe luôn để họ lôi kéo cái người ở trong xe bị kẹt ở trong ra. Nếu những trường hợp đó mà không có những cái người tốt mà tới mà cứu chữa, mà đập ra ví dụ như xe mà nó cháy á, đúng không, thì không là nó sẽ bị nó ngợp nè, người ta ngợp người ta cũng chết nè. Mình không, hoặc là mình không kéo ra được tức thì nó cũng nguy hiểm lắm. Đúng đó, nó nằm trong đó họ nghẹt, họ bị kẹt. Thì thật sự những người đó Tường thấy là rất là anh hùng. Những cái vị cứu tinh đó Tường thấy là đáng được tuyên dương á. Đại không nhớ là mình thấy trong một cái clip nào nha, mà là cái anh tài xế đó ảnh bị kẹt ngay cái chân, hai cái chân đúng không, đâu có rút ra được. Rồi trời, phải mọi người xung quanh phải dùng mọi thứ xà beng không biết nãy không để đưa ảnh ra. Thì phải cố gắng đưa ra càng sớm càng tốt, bởi vì chắc là mất máu. Sợ đúng rồi, nếu mà mất máu phải đưa anh ra, đưa đi bệnh viện chứ. Đa số là xe khách không, những tai nạn xe đò, xe vận chuyển người chở người đi á, thì thường thấy những cái tai nạn. Thường thường mà không có tai nạn thì thôi, mà tai nạn là toàn là nạn nhân, cái số nạn nhân rất là đông không à. Cho nên thật sự kêu gọi lòng tốt là một việc, nhưng mà Tường vẫn kêu gọi là các bác tài xế chạy xe hết sức là an toàn, chậm một giây còn hơn gây tai nạn, để đừng có những cái tai nạn thảm khốc xảy ra, thật sự rất là nguy hiểm. Đại cũng đồng ý với Tường là mọi cái thì cái tai nạn thì không ai muốn, nhưng mà nếu mà chúng ta chạy xe mà cẩn thận một xíu thì cái rủi ro xảy ra tai nạn thì nó sẽ ít dần, nếu mà chúng ta chạy xe một cách cẩn thận. Xung quanh ta nhiều người tốt lắm thưa quý vị, có những cái tình huống họ xử lý kịp thời, họ giúp đỡ, họ hỗ trợ mọi mặt như vậy, đã thực sự giúp ích, giúp đỡ và cứu sống được rất là nhiều người, thậm chí là giúp đỡ được cho gia đình của họ nữa. Chuyện mà chia sẻ hay là những cái quyên góp để hỗ trợ thì để thấy cũng rất là nhiều xảy ra, rất là nhiều rồi, và cái tình thương đã được lan tỏa cũng rất là tốt. Ở mọi ngành mọi nghề đều có những cái quỹ hỗ trợ rất là kịp thời. Có những cái trường hợp á hay lắm luôn á, có nghĩa là những cái tai nạn giao thông mà họ xảy ra thì nạn nhân họ không có tiền để cứu chữa, để điều trị vân vân á, thì chỉ cần một ai đó mà họ có lòng tốt á, họ có thể chụp lại hoặc chia sẻ lại cái hoàn cảnh đó lên trên mạng, thì khi mà được cộng đồng quan tâm rồi là họ sẽ giúp đỡ, những mạnh thường quân họ giúp đỡ. Một người làm việc tốt sẽ nhân ra 2 người, 3 người, 5 người, 10 người, rồi tất cả làm việc tốt, mình thấy cuộc sống nó rất là đẹp. Cho nên là những cái gì mà nó hơi bị tiêu cực á, thì tôi nghĩ là từ từ mình nên loại trừ đi. Đúng rồi. Mình loại trừ đi ha Đại. Đại nghĩ là chắc chắn những cái tiêu cực sẽ bị loại trừ, bởi vì cái tình thương mà khi mà tình thương lan tỏa thì nó sức mạnh nó dữ dội lắm, và
tình thương đã cho đi thì nó sẽ không bao giờ mất cả. Vô cái chủ đề ngày hôm nay của mình là tình người, khi mà thấy những cái tai nạn giao thông, thứ nhất là mình có thể là hỗ trợ kịp thời, cái thứ hai là mình cũng có thể giúp đỡ họ coi như là thu gom dọn dẹp hiện trường, hoặc là cái thứ ba nữa là mình có thể quyên góp để giúp đỡ cho những cái người gặp nạn. Và khi mà tất cả chúng ta đều hiểu được vấn đề như vậy thì sẽ không có những cái trường hợp tội nghiệp như Cát Tường, là khi xảy ra tai nạn mà lại nằm một mình rồi nhìn mọi người lẳng lặng đi qua. Rồi tủi thân lắm. Tủi thân khóc, tôi chạy về mà nước mắt như mưa, vừa chạy vừa khóc. Và tôi mong rằng sẽ không có một nạn nhân nào mà lại đen như tôi. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ, những cái thông tin của Quốc Đại đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì mọi người cũng suy gẫm và tự rút ra được một cái vấn đề gì đó cho bản thân mình. Đó là hãy sống thật là đầy tình cảm, luôn luôn như vậy, và có một cái nhìn nhân văn và những cái hành xử rất là nhân văn với mọi người, thì tất cả cuộc sống rất là tươi đẹp. Và khi mà mình có một cái trường hợp gì xảy ra, mình hãy tự tin rằng xung quanh ta còn có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cho ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại. Cảm ơn Quốc Đại. Cảm ơn Tường.